Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay thì mình cũng có chăn trâu ở dưới này nha các bạn. Đấy, các bạn cũng thấy trâu mình đang đi xuống đấy. Mọi hôm thì mình không có chăn đâu, nhưng mà hôm nay mẹ mình đi vắng ấy thì mình phải chăn đấy. Thì mình ra bên này ấy. Mình ra bên này thì cũng có phát hiện một cái bụi dứa, nó chưa có quả chín nhưng mà có mấy trái non nha các bạn. Thì mình sẽ vặt đi và ăn xem nó có ngon không nhá, xem là ăn cái quả dứa non nó sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi đi thôi. Đấy, cây dứa đấy các bạn, bụi dứa đấy. Đấy, cái quả này bé xíu mà có con gì ăn vào được này. Đó, quả này. Đó, đây là quả dứa non này các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Quả dứa non ấy, nó rất là nhỏ thôi. Đấy. Nhìn là biết liền đúng không nào? Đó, còn quả này thì già rồi này, nhưng mà nhỏ này. Đó. Các bạn nhìn cái vỏ của nó ấy, quả nào già với lại quả nào còn non là nhìn biết ngay nhá. Đấy. Đây là có một quả già và một quả non này. Đó. Quả non to hơn quả già nha các bạn. Cái quả này thì già rồi nhưng mà rất là nhỏ. Đấy. Rồi. Bây giờ mình đi xem trâu thôi. Mình đi xem trâu và mình sẽ ăn ở bên kia nhá. Không tí nữa là tìm trâu không thấy về nhà mẹ lại la đấy các bạn ạ. Rồi. Đấy, các bạn thấy trâu mình chưa? Đấy. Đang ăn cỏ ở gần suối nhá. Bây giờ mình tìm cái chỗ nào để mình ngồi ăn hai cái quả dứa này nhá. Mình đã kiếm được một chỗ ngồi để ăn hai cái quả này rồi nhá. Ok. Đấy, cái dao của mình đây. Đó, cái dao mà mình sẽ tiến hành ăn cái quả này đây. Các bạn thấy dao sắc không? Mình phải gọt sạch đi nha các bạn. Nhưng cái lỗ này này. Đó, nếu mà không gọt sạch ăn sẽ ngứa mồm ngứa lưỡi đấy. Bởi vì là quả này còn non mà. Rồi, gọt quả thứ hai. Quả này rất là nhỏ luôn. Biết có được một miếng không?
Đây, hai quả dứa non của mình đây. Đó. Mình chuẩn bị gói bột canh cocomi nha các bạn. Để mình chấm ăn nha. Đấy, gói này thì rất là cay đấy nha. Rồi, ăn quả nhỏ trước. Khá là ngon này các bạn. Quả này vừa nãy quả hơi già nhưng mà còn nhỏ này. Thấy nó khá là ngon. Ngon đấy. Bạn nào chưa ăn thì nên thử nha. Rồi hết một quả rồi. Quả này này các bạn đấy. Quả này là quả non này. Ăn cũng ngon đấy các bạn. Quả mà non kiểu này thì ngon hơn cái quả mà hơi già như vừa nãy. Ăn nó cảm giác nó non non. Và mình cũng không biết diễn tả sao nữa. Chỉ biết là nó ngon thôi các bạn. Đó. Mà nó non non đấy. Rồi nhai rất là dễ. Các bạn ăn cái quả này cũng nên ăn ít thôi nhá. Ăn nhiều nó sẽ cái lưỡi với cái mồm của mình nó sẽ bị ngứa. Cũng tùy theo người thôi, nhưng người mình rất là ngứa luôn đấy. Nếu mà ăn nhiều ấy, còn ăn một hai quả như vậy thì cũng bình thường thôi. Cái này là cái gói cay, gói bột canh cocomi đấy các bạn. Nếu mà các bạn thích chấm với những cái chấm với muối ớt hay là cái gói bột canh loại khác thì nó cũng sẽ ngon theo cái mùi vị khác đấy. Mình là mình thích cái gói bột canh của mì tôm cocomi đấy. Rất là ngon. Rồi, đã hết. À, ngon đấy các bạn. Thế mình cảm nhận nó rất là ngon đấy. Rồi, đi xem trâu thôi. Ăn quả mà tìm không thấy trâu thì thôi đấy các bạn ơi. Rồi,
Châu kia rồi. May quá. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn xem kênh thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.